Ôi sướng quá quý vị ơi, sướng quá các bác cô chú anh chị ơi. Mát như Đà Lạt, như biển luôn, gió biển mà. Mà cái vân mây nó có vẻ như ảnh hưởng của bão kìa. Là nhìn rất giống đi biển các bạn. Đấy, cái vân mây. Đấy, quay trở lại cây cối các bác, mấy hôm ngày vừa rồi sốt ruột khủng khiếp. Các bác tưởng tượng là các bác nuôi cây chẳng biết, thậm chí con người mình đứng trên mái này không chịu, ngoài sân cũng không chịu được. Mà sờ vào những cái chậu, thậm chí là những cái da cái cây nó bỏng tay. Những cái tét nước hàng bao nhiêu khối mà nó nước nó như sôi lên ấy. Các bác tắm nó thấy nó nóng ran ấy. Thế mà cái cây nó chịu được, từ trên dưới tới bê tông đánh lên, trên nắng đánh xuống, nóng xung quanh mà nó có tí đất này, sức sống khủng khiếp thôi. Đấy các bác, cho nên là mùa này thì các bác đối với anh em thợ thì không nói làm gì, nếu các bác mới chơi ấy, mà tha những cái phôi hoặc là bất cứ cây nào vừa mới trồng về càng lắm, để ngay bóng mát các bác nhé, không có oẳng ngay, thậm chí là vừa bén cái rễ cái là cháy luôn, chưa nói là cháy thân nha các bác. Cháy thân thì cây sống, cây lâu năm thì nó vẫn cháy thôi, vẫn phải che thôi. Thế còn mà cái cây mà vừa mới trồng ấy, hoặc là vừa mới thay chậu là nó còn chết ấy. Kinh khủng lắm, nắng các bác này. Đấy, cây này cháy cả lá, mà dù có che thôi các bạn, tại vì lá nó non quá. Thì hôm nay mát rồi, Đà Lạt thì như không khí Đà Lạt rồi, rất trong lành. Gió trong nhà thì vẫn còn cái hơi nóng của mấy ngày trước để lại, nhưng mà bên ngoài này mát lắm rồi. Sáng nay có đôi ba giọt mưa lây phây đây. Thì sau cái đợt này các bác nhá, trước đấy là nắng rất to và khô cằn đấy các bác, thì sau cái đợt này là mưa xuống nhá, rễ nó thả xuống kinh người luôn, như cá gặp nước các bác, rễ nó thả xuống. Nhất là những cây mà bác muốn lấy vách thì nó bùng kinh rồi. Nếu như hôm nay có trận mưa to thì các bác sẽ nhìn thấy khác biệt, sau một tuần nữa các bác sẽ nhìn thấy khác biệt luôn. Cây làng các bác đẹp trên này, trên này cơ mà lịm tít được rồi, đẹp. Đấy, vừa rồi cho ăn phân oã hết cây nào đó, để cho nó có sức khỏe, nó chống chịu với mùa hè các bạn. Và ngày tới ít nhất 2 lần, lúc nào cũng phải mát cây. Trên này tôi không che chắn được nhiều cho nên là nó rất căng, nhưng mà cũng may là lần này tưới tắm được đầy đủ. Lần này tưới tắm được đầy đủ. Bác xem này, tốt chưa này. Đấy, tôi đang chờ cây này thả vách xuống. Mà tốt như này, sau mưa này kiểu gì nó cũng được vài cái vách. Đấy, Nam Điền, Bắc Làng. Tốt chưa. Bây giờ đang muốn lấy một cây gì đó ra để làm, để nhặt, để chờ mừng cái thời tiết cái mà. Nếu mà không mua được cây mới các bạn, định làm cây, định lọc cây này với cây này. Nhưng mà chỉ sợ là cái đợt mát này nó không được lâu. Nếu mà cắt cây nào chót lỡ cắt thì đến đợt nắng nó phải lại phải tùm rồi thì nó mới yên tâm được. Không có căng lắm. Căng luôn á. Đang bắt đầu ngấm phân rồi, đầu ra lá non. Cây khỏe là lúc nào lá mướt và có lá non các bác nhé. Có lá non tức là lúc nào nó cũng nhiều rễ, bộ rễ nó khỏe. Đấy. Đấy các bạn. Cây bên này. Mấy cây bên này là chịu nắng nhiều nhất. Chịu nắng nhiều nhất các bạn. Lấy cây nào ra để làm bây giờ. Cây này đẹp quá nhưng mà cũng chưa làm được. Đang nuôi. Đấy. Che những cái thớt này cho nó đỡ bị cháy. Đấy. Bởi vì khi mà nó bo những cái chỗ mà mình cắt chuyển, cắt hoặc là hở lưng ấy, mà nó đang bo sẹo mà không che thì cái chỗ đấy là dễ bị toang nhất. Chung là cây nào cũng khỏe. Cái thời tiết này nó giúp cây phát triển rất tốt, nhưng nó lại hại ở cái chỗ là nó bị cháy. Ngày cắt luôn cho em này cái các bạn. Hôm trước cắt rồi nhưng mà nó còn một số điểm nữa, hôm nay tôi cắt nốt các bác nhé.
Ok, tác phẩm hàng táp lô đây. Hàng để táp lô ô tô đây. Sau cho vào cái chậu bồ dục nhỏ các bác nhé. Nhỏ hơn cái này. Cái này hiện tại nuôi thì để này là quá ok rồi. Chậu tàu men dạn sạch. Đấy, các bác xem. Phê không? Nuôi thêm cái này tí. Cái này để thả vách xuống đây. Này các bác nhìn này. Chỉ cần 3 hôm nữa thôi, nếu mà sau hôm nay có một trận mưa rào nha. Kinh khủng luôn, đây là chưa có mưa đấy. Cái giống này nó vậy. Còn những cái giống phải chờ mưa nó mới xuống. Còn con này thì lấy bách rất dễ. Đấy, bé này. Bé mà nó già này các bác nhìn. Quên rồi cái nách này. Cái nách này. Sau tôi làm lại cái ngọn này, cắt nguyên vào cả cái thớt trên này đi nhé. Bây giờ cứ để cho ấm đã. Đấy, làm phải kỹ. Cây mini mà làm cây mini càng cây nhỏ làm phải càng kỹ. Đấy, vì chỉ cần một điểm thô thôi, điểm đơ thôi là bị mất cảm xúc rồi. Đó. Cái to thì nhiều khi các bác vật lá ra các bác nhìn thấy nó tay cảnh nó lưu nghêu lắm, nhưng mà lên bóng nó rất đẹp, còn rất quý. Nhưng mà đấy, mỗi cái cây nó có một cái vẻ riêng và một cái lối làm riêng. Đấy. Kinh không? Mặt này là mặt chơi thì các bác. Mặt này mặt chơi thôi. Này. Mặt này thì rất gấu vệ, nhưng mà chờ cái này đã. Nếu cái này xong thì lại chơi mặt này. Nói chung chơi cả hai mặt. Mặt trên xuống cho bác xem nhé. Đấy, hôm vừa rồi mới cắt mà lên tua tủa này đã bấm rồi. Nó ăn được khỏe quá. Chầm ngay các bạn. Phần này. Liên tục phần như này. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn. Cây đẹp quá.